Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin COVID-19 sáng ngày 31 tháng 12, Việt Nam ghi nhận gần 17.000 F0 mới tại 61 tỉnh thành, xót xa 240 ca tử vong. Ghi nhận thêm 250 ca mới, Khánh Hòa vượt 33.000 ca mắc COVID-19. F0 tăng cao, Bạc Liêu yêu cầu từ 4 giờ sáng đến 20 giờ tối, người dân không được ra đường. Thành phố Huế lập 37 tổ y tế lưu động hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Cà Mau phát triển đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Và sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng đón xem. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 12 đến 16 giờ ngày 30 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước, tăng 3.107 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 11.404 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại Hà Nội 1.866 ca, Cà Mau 1.008 ca, Tây Ninh 935 ca, Hải Phòng 838 ca, Khánh Hòa 788 ca, Bình Phước 759 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 697 ca, Bạc Liêu 666 ca, Bình Định 620 ca, Đồng Tháp 590 ca, Vĩnh Long 586 ca, Trà Vinh 579 ca, Lâm Đồng 477 ca, Thừa Thiên Huế 439 ca, Hải Dương 299 ca, Bắc Ninh 289 ca, Phú Yên 289 ca, Cần Thơ 287 ca, Bình Thuận 277 ca, An Giang 262 ca, Quảng Nam 233 ca, Hưng Yên 211 ca, Tiền Giang 203 ca, Kiên Giang 203 ca, Bến Tre 196 ca, Đà Nẵng 185 ca, Thanh Hóa 182 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 180 ca, Sóc Trăng 180 ca, Quảng Ninh 165 ca, Đồng Nai 160 ca, Hà Giang 160 ca, Ninh Bình 160 ca, Gia Lai 155 ca, Hậu Giang 153 ca, Quảng Ngãi 141 ca, Sơn La 129 ca, Nghệ An 123 ca, Phú Thọ 104 ca, Lạng Sơn 103 ca, Nam Định 102 ca, Đắk Nông 100 ca, Hà Nam 98 ca, Vĩnh Phúc 96 ca, Bình Dương 96 ca, Đắk Lắk 69 ca, Quảng Trị 59 ca, Cao Bằng 58 ca, Thái Bình 58 ca, Ninh Thuận 57 ca, Long An 53 ca, Thái Nguyên 50 ca, Hòa Bình 47 ca, Bắc Giang 46 ca, Lào Cai 44 ca, Tuyên Quang 21 ca, Điện Biên 17 ca, Yên Bái 14 ca, Quảng Bình 13 ca, Lai Châu 4 ca, Bắc Cạn 1 ca. Trong ngày, Sở Y tế Cà Mau đăng ký bổ sung 2.868 ca nhiễm tại Cà Mau trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin của người nhiễm. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.289 ca một ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.714.742 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 17.383 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.709.042 ca, trong đó có 1.333.827 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 502.687 ca, Bình Dương 290.564 ca, Đồng Nai 97.540 ca, Tây Ninh 74.333 ca, Hà Nội 43.924 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 34.102 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.336.644 trường hợp. Như vậy, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 227 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.168 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 trên 224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 29 tháng 12 có 1.070.466 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 149.318.658 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.518.183 liều, tiêm mũi 2 là 67.752.555 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 4.047.920 liều. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Hà Nội đã xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị tử vong, không để quá tải ở tầng điều trị 2-3. Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiến hành xây dựng kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại. Các đơn vị cũng cần rà soát các địa bàn nguy cơ cao như khu, cụm công nghiệp, làng nghề. Công trình xây dựng lớn, chợ, trường học thường xuyên kiểm tra, xử phạt nghiêm vi phạm. Ghi nhận thêm 250 ca mới, Khánh Hòa vượt 33.000 ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 12, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Khánh Hòa, tỉnh này có thêm 1.080 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được các y bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến chăm sóc sức khỏe tại nhà, điều trị khỏi bệnh. Như vậy, số bệnh nhân xuất viện từ ngày 22 tháng 7 đến nay là 24.985 ca, chiếm gần 75,2% số ca mắc. Cũng theo báo cáo, từ 17 giờ ngày 29 tháng 12 đến 7 giờ ngày 30 tháng 12, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 250 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Các ca bệnh được ghi nhận tại thành phố Nha Trang 142 ca, thành phố Cam Ranh 7 ca, thị xã Ninh Hòa 55 ca, huyện Diên Khánh 29 ca và huyện Cam Lâm 17 ca. Trong đó, 43 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại huyện Cam Lâm, xã Cam Hòa 1 ca, huyện Diên Khánh, xã Bình Lộc 1 ca, xã Diên An 2 ca, xã Diên Điền 2 ca, xã Diên Lạc 2 ca, xã Diên Thạnh 3 ca, xã Diên Toàn 1 ca, xã Diên Xuân 1 ca, xã Suối Hiệp 1 ca, thị trấn Diên Khánh 1 ca. Thành phố Nha Trang, phường Lộc Thọ 1 ca, phường Phước Long 1 ca, phường Phương Sơn 1 ca, phường Vĩnh Hải 1 ca, phường Vĩnh Phước 1 ca. Thị xã Ninh Hòa, xã Ninh An 3 ca, phường Ninh Hiệp 5 ca, xã Ninh Ích 5 ca, xã Ninh Lộc 2 ca, xã Ninh Tây 1 ca, xã Ninh Thọ 6 ca, xã Ninh Xuân 1 ca. Cùng với đó là 197 trường hợp cách ly tại nhà và 10 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung. Liên quan đến các trường hợp dương tính mới, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết cách ly 165 F1 và 57 F2. Như vậy, từ ngày 23 tháng 6 đến 7 giờ ngày 30 tháng 12, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 33.228 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Có 8 trên 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ghi nhận có ca mắc COVID-19. Trong đó nhiều nhất là thành phố Nha Trang 16.545 trường hợp, tiếp đến là thị xã Ninh Hòa với 5.740 trường hợp, huyện Diên Khánh 3.769 trường hợp, thành phố Cam Ranh 2.266 trường hợp, huyện Cam Lâm 2.075 trường hợp, huyện Vạn Ninh 1.468 trường hợp, huyện Khánh Sơn 717 trường hợp và huyện Khánh Vĩnh 648 trường hợp. Toàn tỉnh đã truy vết 34.816 F1 và 23.158 F2, thực hiện lấy 1.184.676 mẫu xét nghiệm RT-PCR và 5.648.393 mẫu test nhanh kháng nguyên. Theo CDC Khánh Hòa, tỉnh này có thêm 4 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Như vậy, số ca tử vong cộng dồn từ ngày 20 tháng 7 đến nay là 166 ca, số bệnh nhân đang điều trị là 8.077 người. Về công tác triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đến nay đã có 112.278 trẻ tiêm mũi 1, tỷ lệ 98,25%, 94.593 trẻ tiêm mũi 2, tỷ lệ 82,78%. F0 tăng cao, Bạc Liêu yêu cầu từ 4 giờ sáng đến 20 giờ tối, người dân không được ra đường. Thưa quý vị, chiều 30 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều đã ban hành quyết định cập nhật cấp độ dịch COVID-19 và bổ sung biện pháp thắt chặt các hoạt động để phòng chống dịch. Theo đó, từ ngày 31 tháng 12, Bạc Liêu là tỉnh thuộc vùng cam cấp độ 3. Ở cấp huyện, tỉnh có 4 đơn vị vùng cam là thành phố Bạc Liêu, các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi và Đông Hải. Vùng vàng có 2 đơn vị là thị xã Giá Rai và huyện Hồng Dân. Vùng xanh là huyện Phước Long. Ở cấp xã, tỉnh có 10 trên 64 đơn vị vùng xanh và 25 đơn vị vùng vàng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Bạc Liêu tăng cường các biện pháp thắt chặt để phòng chống dịch. Cụ thể, đối với dịch vụ ăn uống, toàn tỉnh chỉ được bán mang về. Các cửa hàng chỉ được bán từ 4 giờ sáng đến 19 giờ tối. Từ 4 giờ sáng đến 20 giờ tối, người dân không được ra đường, trừ các trường hợp khi có yêu cầu công vụ hoặc công tác phòng chống dịch, cấp cứu y tế, xử lý các sự cố khẩn cấp, công nhân làm ca đêm. Một số loại hình kinh doanh đặc thù do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đề nghị tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu trong công tác phòng chống dịch bệnh.
cấp ủy, chính quyền các cấp phải quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong các dịp lễ Tết, các địa phương phải quản lý được địa bàn, nắm được tình hình người dân từ các địa phương khác trở về, ông Lữ Văn Hùng nhấn mạnh. Theo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, trong 2 tuần qua, toàn tỉnh đã ghi nhận 7.764 trường hợp nhiễm bệnh, tăng 680 trường hợp so với 2 tuần trước. Trong đó, số ca nhiễm trong cộng đồng là 4.720 trường hợp, tăng 685 trường hợp so với 2 tuần trước. Thành phố Huế lập 37 tổ y tế lưu động hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 12, tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, đơn vị vừa ban hành quyết định 9873 về thành lập các tổ y tế lưu động trên địa bàn để hỗ trợ và điều trị F0 tại nhà. Theo đó, thành phố Huế thành lập tổ y tế lưu động trên địa bàn 36 xã phường, mỗi địa phương 1 tổ, riêng phường An Tây 2 tổ. Theo quy định của Bộ Y tế, trạm y tế lưu động là tổ chức thuộc trung tâm y tế tuyến huyện, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của giám đốc trung tâm y tế tuyến huyện, có chức năng triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời. Trạm y tế xã, phường, thị trấn lưu động có nhiệm vụ quản lý theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại cộng đồng, xét nghiệm COVID-19, tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn, tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19, truyền thông về COVID-19, khám điều trị cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác. Cà Mau phát triển đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau khẩn trương bổ sung lực lượng cho tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng và trạm y tế lưu động để theo dõi điều trị F0 tại nhà. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động giáo viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội và vận động người dân, đặc biệt là người mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh để bổ sung cho tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng và trạm y tế lưu động trong toàn tỉnh. Đồng thời tổ chức phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên tổ phòng chống COVID cộng đồng và trạm y tế lưu động phụ trách hỗ trợ ít nhất 10 ca F0 tại cộng đồng. Mỗi thành viên của tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng và trạm y tế lưu động có nhiệm vụ gọi cho F0 qua video call để theo dõi, hướng dẫn người mắc COVID-19 tự cách ly, chăm sóc sức khỏe bản thân hoặc người nhà chăm sóc cho người bệnh nhằm tránh lây nhiễm bệnh cho người xung quanh. Thành viên của tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng và trạm y tế lưu động có nhiệm vụ hướng dẫn các F0 cách sử dụng máy đo SPO2, tìm hiểu tiền sử bệnh và thuốc đang sử dụng, cấp túi thuốc hỗ trợ điều trị F0 và khảo sát đánh giá bệnh nền và khẳng định đủ điều kiện điều trị tại nhà. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn cần hướng dẫn triển khai quyết định, hoàn thành liệu trình điều trị F0 theo đúng quy định, đồng thời phát huy tối đa nhiệm vụ quản lý, chăm sóc F0 tại cộng đồng và truy vết F1, giám sát người cách ly y tế tại nhà và đảm bảo tất cả các F0 cách ly điều trị tại nhà phải tiếp cận được các dịch vụ y tế, cũng như tổ chức chi trả các chế độ hỗ trợ tình nguyện viên theo đúng quy định. Theo Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, bình quân mỗi ngày tỉnh ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19, có thời điểm số ca dương tính với SARS-CoV-2 vượt mức 1.500 ca một ngày. Do vậy, cùng với chủ trương phát triển đội ngũ tình nguyện viên phục vụ hỗ trợ điều trị F0 tại cộng đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn tăng cường công tác chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân từ 12 tuổi trở lên, triển khai tiêm mũi bổ sung và nhắc lại cho người dân từ 18 tuổi trở lên theo quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền vận động từng hộ gia đình, từng người dân định kỳ xét nghiệm test nhanh COVID-19 nhằm sớm phát hiện người bệnh để cách ly điều trị kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu kéo giảm số ca F0, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, hạn chế thấp nhất số ca bệnh chuyển nặng và tử vong do COVID-19.